Xin chào các bạn, hôm nay Vinh Thành Audio sẽ hướng dẫn một số thao tác cài đặt cơ bản cho dòng âm ly Denon AVC3808. Đầu tiên nên nhấn menu. Đây, menu đã hiển thị trên màn hình. Thì mặc định ban đầu theo của máy Nhật, nội địa Nhật về thì toàn bộ là tiếng Nhật. Thì đầu tiên là ta cài đặt theo ngôn ngữ vô menu. Menu vô language. Sau đó nhấn mũi tên xuống để lựa chọn lại tiếng Anh. Tiếp nữa là ta sẽ cài đặt loa speaker setup. Ta cài đặt cấu hình loa. Loa phong đang cài đặt là loa LAT small chuyển thành hình LAT. Yes. Loa surround A chuyển thành LAT surround B. Surround và LAT. Xong, đã cài đặt loa. Tiếp theo là cài đặt volume. Xuống một star. Ta giảm volume lại. Trình tự đã di chuyển và tăng giảm volume ở mức maximum. Tất cả đã tăng lên một từng kênh. Một số chức năng cơ bản select. Rồi đây là hướng dẫn cài đặt về chỉnh bass chép. Chỉnh bass chép là những menu. Thì nó sẽ có những menu auto, menu vô parameter, cài đặt là audio, trên xuống là tom, tom up thì ta mới điều chỉnh được bass, cộng bass ok, chuyển xuống chép, đây cộng cộng 6, mức 6 là maximum, thấp trở ra. Đây
Đây là kết thúc một quá trình cài đặt một số thao tác cơ bản của Omni Đà Nông AVC 3803.